anh chị mình dán keo trong mở vẽ, nhớ thay keo đúng hẹn để tránh cái tình trạng keo bị ố vàng làm ảnh hưởng đến cái lớp sơn zin của xe nha. Sau khi đã xử lý xong bề mặt keo cũ thì shop em sẽ đem xe đi rửa rồi chuẩn bị lên keo trong bảo vệ ba lớp nhám cho em SH này. Ba lớp nhám thì nó dày gấp 3 lần keo trong thường, phù hợp với những xe mà có màu sơn nhám. Vì là dùng keo trong suốt cho nên khi mà dán trên xe vẫn giữ nguyên được cái màu sơn zin của xe, nhìn sơ qua là giống như là không có dán vậy đó. Bảo vệ được lớp sơn zin không có bị trầy xước trong quá trình di chuyển cũng như là hạn chế cái tình trạng bạc màu do ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường. Phần mặt nạ trước thì em khách chọn dán keo trong bảo vệ ba lớp siêu bóng và phần nhựa nhám thì dán lại màu đen giả zin, vừa dễ dàng vệ sinh mà cũng tăng thêm sự thẩm mỹ cho xe hơn. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem em SH này sau khi dán keo trong bảo vệ ba lớp nhám tại Dakar Cycle Vap sẽ trông như thế nào nha.